Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Yên Lanh đang quay video trực tiếp tại cơ sở 6 nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Và trên màn hình nhỏ của các bạn đây là chúng tôi đang giới thiệu mẫu sản phẩm là hoành phi câu đối lồng cuốn thư bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn hai cái kích thước phổ thông của hoành phi, đó là dài 1m97 và 2m17. Thì hiện tại trong xưởng đang còn rất nhiều, nhưng chúng tôi giới thiệu qua hai mẫu sản phẩm này. Là vì cùng mẫu mã như nhau nên chúng tôi chỉ giới thiệu một bức thì quý vị có thể hình dung ra được. Đây là bức hoành phi có kích thước dài 2m17, rộng 67. Toàn bộ phần ván bên trong là chúng tôi làm dày 3 phân. Xung quanh là chúng tôi chạy chữ công. Phía dưới phần khung thì chúng tôi chạm hoa hồng và long hóa mai. Bên trên thì chúng tôi chạm cuốn thư. Và hai phần khung ngang là chúng tôi chạm trúc. Thì chúng tôi cũng được biết là hiện nay trên thị trường đồ gỗ đã có rất nhiều cơ sở làm hàng nhái của chúng tôi. Thì quý vị nên bỏ ra từ 5 đến 10 phút để xem hết cái video này. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị. Vì là hàng nhái thì không bao giờ giống phiên bản chính được. Chỉ làm là giá thành rẻ đi và xấu hơn rất là nhiều so với mẫu phiên bản chính của chúng tôi. Đây là mẫu mới nhất, chúng tôi vẽ mẫu ra mẫu. Các cơ sở đang chờ chúng tôi đưa hình ảnh lên là để copy, sau đó là sẽ chỉnh sửa làm lại thì mẫu nó sẽ lại xấu hơn rất là nhiều. Đây như quý vị các bạn đang xem, đây là bức hoành phi dài 1m97, rộng 67 và ván chúng tôi làm dày 3 phân. Thì chúng tôi làm khuôn tranh là dày 7 phân, to 10 phân. Và qua này chúng tôi cũng được biết là trên thị trường đang có hàng nhái là phần khuôn là dày có 4 phân và ván thì dày có 1 phân 2. Đang trà trộn vào trong thị trường thì quý vị nên lưu ý. Quý vị muốn biết được như thế nào cho là chuẩn thì quý vị nên kiểm tra mộc trước khi sơn. Chúng tôi cũng khuyên quý khách hàng là không nên mua hàng sơn PU quá sẵn. Là vì mình không biết được chất liệu gỗ như nào thì quý vị cứ nên xem hàng mộc để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng. Bức hoành phi thì chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, còn phần câu đối thì bên phải chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, còn bên trái thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, thì câu đối chúng tôi chạm phần diềm là chạm tứ quý. Bên trên là chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền, phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Trong clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu những mẫu sản phẩm như này. Chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt một bộ cho gia đình nhà anh Đồng, anh ở Gia Lâm, Hà Nội. Gia đình anh ở sát ngay đình làng Gia Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Trung bình một tháng thì chúng tôi ra từ 50 đến 70 mẫu hoành phi như này để bán buôn bán lẻ cho các tỉnh như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội. Khách buôn nhập với số lượng rất là lớn nên yêu cầu chúng tôi phải có một đội ngũ thợ tay nghề lành lặn và kỹ thuật được lâu năm thì sản xuất hàng mới nhanh được. Chứ bây giờ nếu thợ mới vào nghề thì sẽ không làm nhanh được và sẽ không được đẹp. Chúng tôi cũng đang tuyển từ 5 đến 10 thợ trạm tay nghề cao để phục vụ cho quy trình sản xuất của chúng tôi được lưu thông, nó trôi chảy và đảm bảo nhu cầu của quý khách chơi hoành phi câu đối ngày càng cao. Chúng tôi là người ra mẫu vẽ mẫu nên là các cơ sở không thể làm hàng đúng như chúng tôi được. Nếu như nhái thì mẫu mã nó xấu hơn rất là nhiều.
Chúng tôi đang còn rất nhiều bộ như này ở trong xưởng. Quý vị có thể tham quan mua sắm tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì trong cái đợt tới này thì chúng tôi sẽ làm một bộ như này cho bác B, bác ở Hà Trung, Thanh Hóa. Bác đã đặt chúng tôi một bộ hoành phi dài 1m97, ván dày 3 phân và câu đối dài 1m97, rộng 27 và dày 4 phân. Toàn bộ ván hoành phi là chúng tôi làm liền khối. Chúng tôi xin nhắc lại là ván liền khối dày 3 phân, không ghép. Ở giữa chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình qua Zalo 0986883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá từng bộ cụ thể, kích thước, dài, rộng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh. Xin cảm ơn.